Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp và chuyện làng ngọng thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 144 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều Tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược về Minh Triều tập 144 ngay sau đây. tiếp theo phần trước lại nói chuyện lớn như vậy không thể che giấu được nữa chu nhượng hổ sai người bố trí các trạm dọc theo đường núi lùng bắt nghi phạm đồng thời gia tăng di rời đá núi rồi lại bảo quân dịch trạm dùng tình báo khẩn cấp vượt tám trăm dặm cấp báo cho kinh sư trình lên cho ngự tiền còn về phần di rời đá núi kỳ thực y cũng không ôm hy vọng dương lăng có thể thoát chết được nhưng tảng đá lớn vốn làm thi thể người bị dập nát lộn xộn hiện tại lại có mưa nếu như không mau lấy thi thể ra một khi thối giữa bầm thây trộn lẫn một nơi ngay cả hài cốt cũng không nhận ra được nữa chẳng phải y sẽ phải thẹn với dương lăng hay sao chu nhượng hủ thở dài một hơi phóng ngựa dẫn đầu dẫn người hậu cận trở về thành đô công việc của y thật sự là bộn bề không thể cả ngày ở lại nơi này chờ đào thi tới ngày thứ năm đành phải giữ lại đám người đắc lực tiếp tục vận chuyển đá núi còn mình thì trở về thành đô mà đốc thúc công việc cũng trong lúc bấy giờ tại kinh thành ắt gì lưu cẩn hắt xì một cái rõ to lão cầm lấy khăn tay ra sức lau nước mũi rồi ném xuống đất lười biếng ôm chăn cái mũi nhếch nhếch lên thì thầm nói trời lạnh quá hai ngày nữa là tuyết đầu mùa rơi rồi hề hey, cẩn thận một chút cẩn thận không bị nhiễm lạnh kìa hey, công công không được khỏe tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đi hôm khác hạ quan lại đến vậy trương thái đứng bên cạnh vội vàng đứng lên nói hề hey, được rồi ngay cả thân mình cũng vừa đau vừa mềm thế này, đứng dậy không nổi nữa rồi. Mà người nói xem, thuế gì kia? À, là là ngân thuế của Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Chẳng phải công công tăng hạn ngạch thuế hàng năm của hai địa phương nộp lên thêm hai vạn hay sao? Quan địa phương đó nói, có vô số mạch quáng đã hao hết rồi, khó có thể chịu đựng thêm được thuế nặng như vậy. Xin công công miễn giảm cho. Át gì? Át gì? Hey, địa phương lớn như vậy, chẳng qua mỗi năm tăng thêm hai vạn lượng ngân thuế nữa thôi cứ khóc than khóc than liên tiếp như vậy cái đám rác rưởi này ngoài khóc than ra chẳng biết cái gì cả đoạn lão đảo mắt nhìn chằm chằm trương thái lên tiếng nghe rồi đấy chứ cốc đại dụng ở giang nam làm không tồi ừ, tiểu tử này trông coi bờ biến đảm nhiệm thì cũng mặc kệ đi bạc kia coi như nước chảy bây giờ triều đình nơi nơi dùng tiền hoàng thượng đã khóc than rồi kìa chờ đến cuối năm cốc đệ dụng đưa lên cho hoàng thượng tiền thuế rất lớn ta chúng coi nhiều mỏ bạc mỏ vàng như vậy nhiều muối nhiều lương thực lại chỉ thu được ng ngần đó siêu thuê sao cũng không thể để cho cốc đệ dụng lên mặt được không cho phép kìa dần dần mỗi tỉnh lại thêm hai vạn đái đám tôn tử này em phải phát kiệt hết cho ta à, dạ 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 hạ quan xin nhớ kỹ tiểu đậu tử lấy nước đá tới đây mà không không canh gừng cho thêm ít kẹo đường nữa trường thái à còn việc gì hay sao à, còn ạ à, quân lương phòng thủ tây bắc không đủ đồn điền địa phương cũng không đủ ừ, vì việc dụng binh ngay cả kho bộ hộ cũng đã vết sạch đến đáy rồi thật sự không lấy đâu ra bạc cả bây giờ tướng lĩnh biên quân đã dâng tấu trương cáo trạng lên kinh nói cũng không giải quyết được sợ sẽ không áp chế nổi binh lính nữa rồi hey, ta đã nói thế nào không phải mau có cách đi sao người lại ban xuống một đạo lệnh nữa đi cho nhà môn tam ti tây bắc phạt tiền phạt tiền kia quan viên phú thân dân chúng phạm vào tất cả mọi điều đều phải phạt tiền phạt thật nặng vào bạc phạt giao cho quân phòng thủ địa phương làm quân lương cái đám rác rưởi này thật không thể bớt lo được cứ thế này đi chuyện phạt tiền giao cho quân phòng thủ đi làm bạc phạt về tay bọn chúng ắt <laughs> gì bọn chúng cũng có thể không không dốc sức hay sao Ờ, việc này công công Chỉ sợ tướng lĩnh quân phòng thủ Nhân cơ hội lấy việc công làm việc tư Vừa phép của cải tự dùng Vậy chẳng phải ừ, Có lý Vẫn là trưng thái người chu đáo à Để ra ta ngẫm nghĩ xem sao Vậy như vậy đi Tùy theo địa phương lớn nhỏ Nhân khẩu nhiều ít Định chế ra hạn ngạch cho quân phòng thủ Mỗi tháng phải phạt bao nhiêu người Rồi phạt bao nhiêu tiền Phải có một quy củ phạt Phạt ít hơn, phạt nhiều hơn Không đều nhau được Cứ như vậy đi trong nháy mắt lưu cẩn lại giải quyết xong một chuyện lớn hơi vui vẻ trở lại lão lên tinh thần muốn nói chuyện một tiểu thái giám bên ngoài vừa lăn vừa bò vọt vào mà bẩm công công chuyện 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 lớn không hay rồi quân chạm dịch cách tám trăm dặm gửi mật thư lưu cẩn hoảng sợ cái gì mà tám trăm có kẻ phản rồi sao không phải công công là dương đại nhân ngày ấy ngày ấy chết rồi Lưu Cẩn mất kiên nhẫn cầm khăn lụa trắng nõn lên nhẹ nhàng lau miệng nói: Dương đại nhân nào? Còn ai họ Dương nữa? Dương sao? Ng người nói Dương nào? <laughs> dương đại nhân nào? Còn ai họ Dương nữa đấy? Mà mà Dương sao? Ngươi ngươi nói Dương nào? Lưu Cẩn đột nhiên ý thức được điều gì đấy, hai mắt lóe lên ánh sáng tham lam, cứ như thể trên mặt đất có tượng đồng đang quỳ vậy là uy vũ hầu là trụ quốc thượng tướng quân để đốc nội sưởng dương lăng dương đại nhân lần này đến trưng thái cũng giống như mông có đạn vậy phút chốc nhảy dựng lên lưu cẩn ngồi dậy khỏi chăn la lớn đây là sự thật sao dương lăng không phải đang bình loạn đô trưởng man hay sao còn sắp về kinh nữa kìa ai nói vậy người truyền tin đâu chết như thế nào vậy đúng là thư chính tay thế tử thuộc vương soán lệnh cho quân dịch trạm dùng khoái mã 800 dặm báo tới kinh sư kìa. Người truyền tin đang đứng ở trong cung cấm, nghe nói là khi Dương đại nhân hồi kinh, ở nơi hiểm trở của thục bất ngờ gặp núi lở, toàn quân toàn quân bị giết Phụt một tiếng, Lưu Cẩn nhịn không được, nước mũi hoa lệ mà chảy ra. Dương đại nhân ơi, ngươi sao lại sao lại ra đi như vậy? Lưu Cẩn chỉ cười được nửa câu, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng cất cao giọng, đổi thành khóc tang lão khóc hai tiếng đột nhiên khụ một tiếng rồi ngừng khóc vừa lau mặt nói vậy hoàng thượng đã biết chưa dạ 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 vẫn chưa biết ạ công công từng phân phó quân tỉnh với dân chính trọng yếu của các phủ tấu chương của các ty trước tiên làm hồng bán trình lên công công được ý kiến phúc đáp mới trả về nha môn mà à không tôi không tôi mau mau đưa chúng ta đi gặp một quan dịch trạm kia đợi ta hỏi tỉ mỹ rồi sẽ báo cáo lên hoàng thượng nào Lưu Cẩn mặt mày hồng hào, chân cũng không còn mềm nhũn, ngực không còn thờ hồn hển nữa. Đây thực sự là người gặp chuyện vui thì tràn đầy sinh lực. Lão như làn khói chạy thẳng một mạch tới đại môn, quay đầu lại mắng. Dành con nhà ngươi, có nhanh lên không thì bảo đây, đây là chuyện lớn cỡ nào, ngươi muốn làm cho ta nôn đóng đến chết luôn hay sao? Lúc bấy giờ chỉ huy cẩm y vệ Dương Ngọc cưỡi ngựa đeo kiếm, xuất lĩnh một đội thị vệ đi trước dẫn đường, Phía sau có một cỗ kiệu nhỏ do tám tên tiểu thái giám khiêng, lắc láng lắc lư chạy nhanh như bay tới trước ngọ môn, đổi thành mấy đại hán tướng quân vì theo quy định thái giám không thể khiêng kiệu xuất cung. Đến bây giờ giống như thi đấu tiếp sức vậy, kiệu nhỏ chạy càng nhanh hơn, ra khỏi cửa cung đến thẳng báo viên. Lưu Cẩn ngồi trong kiệu, trong lòng vui như hoa nở, dọc đường đi vui sướng như vừa được uống bốn lạng rượu trắng, như lọt vào trong sương mù, bản thân cũng không biết trong lòng đang vòng vo những ý niệm gì kẻ khó lật đổ nhất cũng là đối thủ đáng sợ nhất cứ thế chết đi vốn dĩ làm việc vẫn còn chút e rè bây giờ nhìn khắp trên giới vua và dân còn có kẻ nào là đối thủ của ta nữa đây <laughs> đại quyền trong tay người đứng đầu đứng chiều ngoài ta ra còn ai vào đây nữa đây ngày mai phải bớt chút thời gian tới miếu đưa tiễn mới được lưu Cẩn âm thầm quyết định sao L lại chờ sao vẻ mặt la tưởng ai oán lên tiếng còn phải chờ hai ngày nữa sao Công công à Ta là người của ngày Ta nghèo túng Mặt mỗi ngày cũng bị ảnh hưởng Không phải hay sao hey, Được rồi được rồi Ngươi đừng có oán giận nữa đi Lần này nhất định sẽ không tiếp tục xa lầm nữa Hai ngày trong vòng hai ngày thôi Nhất định sẽ để ngươi nở may nở mắt Đại quyền về tay Lưu Cẩn hứa hẹn xong Hắn hạ thấp giọng hỏi Hoàng thượng ở trong phòng sao Ở trong phòng La từng biểu môi đang cùng đường cô nương vẽ tranh nguyên ương hí thủy gì gì đấy kìa, nói là bức tranh vẽ rất đẹp, phải theo lên khát phục đại hôn không theo long phượng mà phải theo nguyên ương Sao đường cô nương đang ở trong đó sao? Lưu Cẩn đang muốn vào, vừa nghe vậy vội dừng bước lại đảo mắt ngoắc ngoắc bảo, đứng lên đứng lên mau mau giúp ta cởi áo bảo. La Tường chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn đáp lời giúp Lưu Cẩn cởi áo mãng bảo rồi đến quan đới mái tóc dài của Lưu Cẩn cũng bị làm cho rối bù, mặc quần màu trắng, tóc tai bù xù giống như u hồn, thần thần bí bí nói với La Tường. Cầm cho ta áo bào, về chỗ của ngươi đợi trước đi. Ta không tới tìm thì đừng có ra, đi mau, đi mau. La Tường dạ một tiếng, đang cầm áo bào đi được hai bước, lại quay đầu lại nói. Công công, ngài đã đồng ý với ta, có thể trong hai ngày... Đi mau, đi mau, nói công chừng cũng chẳng cần đến hai ngày đâu, chỉ nhanh không chậm, mau đi, đừng có nói nhiều. Đuổi được đại sứ lạp xưởng đi rồi, Lưu Cẩn đứng trước cửa, từ từ mà chuẩn bị. Đến khi hai dòng nước mũi chậm rãi chảy xuống bên mép, những nếp nhăn trên mặt cũng bắt đầu nhíu lại. Lúc này mới thả lỏng lông mày, há miệng hít sâu một hơi, thình lình gào khóc. Hoàng thượng à, xảy ra chuyện lớn rồi. Chính Đức nắm bàn tay nhỏ bé của đường nhất tiên, hai người chính là một bức tranh nguyên ương. Bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng gào khóc, the, the. Chính Đức ngơ ngẩn không nghe ra động tĩnh của ai, y liền giật mình. Là ai đấy? Là một nào ngoài phòng của chấm, đi xem sao. Hai tiểu hoàng môn kéo mở cửa phòng, chỉ thấy một bóng trắng vừa lăn vừa bò, tiến vào, bổ nhào dưới chân Chính Đức, ôm bắp đùi của y, nước mắt tức mũi khóc giống lên. Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi kìa. Chính Đức nhìn kỹ lại, giờ mới nhận ra nét mặt già nua nhăn nhau kia là của Lưu Cẩn. Lần này y cũng giật mình kinh hãi, Thế, thế này thế này là thế nào Trong cung xảy ra chuyện lớn gì vậy Không phải là Thái Hoàng Thái Hậu băng hà đấy chứ Đã nhiều ngày sức khỏe Thái Hoàng Thái Hậu không được tốt Chính Đức cũng trở về Hoàng Cung thăm vài lần Hơn nữa nhờ đường nhất tiên khuyên nhủ Còn là lại trong cung Hoàng Hậu ngủ lại mấy đêm Tiểu Hoàng Hậu sống đơn độc trong khuê phòng Thấy Hoàng Thượng chịu đồng ý ở lại hai ngày Nhất thời được sủng ái mà sợ hãi Dịu dàng kính cẩn nghe theo giống như một chú thỏ nhỏ vậy Cũng không dám ra vẻ một Hoàng Hậu nữa trong bất chợt tình cảm nam nữ cũng không chất phác vô tri như trước đoán chừng nhà mẹ đẻ đã có lời dạy bảo cô gái này tốn nhiều tâm tư lắm đây chính đức quơ lấy lưu cẩn mà quát lên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người có nói không thì báo hay là trong cung trong cung đường nhất tiên không quen với tình hình của lưu cẩn đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại rời khỏi chính vị thướt tha xinh đẹp lách qua một bên nhẹ nhàng như nước khóe mắt cũng nghiêng nghiêng nhìn lão xem người này lại đùa dẫn cái gì đây chỉ thấy Lưu Cẩn vô cùng đau đớn mà nói Hoàng thượng dừng lăng dương đại nhân Từ thục vào tần Dọc đường lúc qua vách núi kê quan Nghi trượng của khâm sai Toàn bộ bị chôn sống dưới vách núi rồi Không tìm được một ai sống sót cả keng một tiếng vang lên Lưu Cẩn ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy nghiên mực trên tay đường nhất tiên Đã nghiêng đi rơi trên mặt đất Ngón tay tinh tế trắng nõn nhúm đầy mực Sắc mặt tái nhợt Cả người lảo đảo như sắp ngã Dường như sắp không gượng nổi được nữa rồi lại một tiếng hừ hừ vang lên lưu cẩn quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai tay chính đức buông thõng hai mắt đăm đăm ngã ngồi trên ghế hai mắt nhìn thẳng lưng eo cổ đầu cứng đờ bất động hai má giật giật lưu cẩn nhìn nương nương lại nhìn hoàng thượng rồi lại gào lên the thế người đâu mau lên gọi thay ý, mau mau gọi thay ý. báo viên lại náo nhiệt lên sau khi ba cũ kiệu lần lượt đến nơi ba vị đại học sĩ nội các cũng vội vã được triệu vào những người này vừa vào báo viên thời gian chừng uống được một chén trà, quan dịch trạm báo tin và người hầu thân cận do thuộc vương thế tử Chu Nhượng Hủ phái vào kinh cũng giống như ông sao vây quanh ông Trăng, bị một đám cầm y vệ vây quanh mà tới. Chính Đức dù sao cũng còn trẻ tuổi, đột nhiên nghe thấy đại biến, liền luống cuống tay chân, chỉ biết dứng sở ở đấy. Ba vị đại học sĩ tới nơi hỏi thăm tình hình cụ thể, thật chi tiết và tỉ mỉ. Y lại hỏi gì cũng không biết, chỉ biết Dương Lăng bị núi đè chết. Y bảo ba người tới hỏi Lưu Cẩn, Lưu Cẩn chỉ biết diện tích núi sập là bao nhiêu, đất đá chân sâu như thế nào. Qua ba ngày tìm kiếm, không phát hiện một người sống, rồi hỏi đi hỏi lại, xác nhận Dương Lăng là chết không thể sống lại. Lão liền vô cùng vui vẻ đến đây gặp Chính Đức, những chuyện khác hỏi gì cũng không biết. Ba vị đại học sĩ dương dương mắt hổ, khi bọn họ truy hỏi đến cùng, người học cận Thế Tử thấp thỏm kể lại tình hình đã biết bằng giọng điệu truyền cảm và cuốn hút. Nghe nói nửa ngọn núi đều sập hết hai ngàn quân binh đều bị đá vụn đè chết vùi lấp bên dưới đất đá chất thành một ngọn núi nhỏ lập tức mọi người mặt mày xám xịt không ô một chút hy vọng nào nữa khuôn mặt già nua của tiêu phương co giật hai tay trong túi áo cũng co rút phát run lên hết rồi dương đại nhân thật sự chết rồi dù cho hắn có chín cái mạng bây giờ cũng chết chắc rồi xa giá của cơm sai ở chính giữa đội quân bị chôn ở nơi sâu nhất khi thị vệ này vào kinh đã là ba ngày, ngày thứ ba, vào ngày đầu mùa mưa của mùa hạ, cho dù hắn cắt nhân thiên tướng ở dưới đá có chút khe hở để dung thân, mưa to tầm tã, đá vụn, bùn đất không ngừng lao xuống dần đồi cũng sẽ lấp đầy khe hở. Đây là trời diệt Dương Đại Nhân rồi. Dương Đình Hòa từng đi qua con đường đấy, biết địa mạo của kê quan lĩnh, y nhũ mày trầm tư hồi lâu, chậm rãi rồi nói. Khởi bẩm hoàng thượng, vách đá kê quan xác thực là hiểm yếu vô cùng, vách đá lớn thăm dò cũng là vô ích thôi. Nó kéo dài đến vài dặm, ngửa đầu nhìn lại thì hình dáng như cái màu gà. Vách đá lớn thì so lẽ che khuất đường núi ở dưới vách. Khi mưa to mặt đất cũng không ấm. Nếu như vách đá này sụp xuống, đích xác tuyệt không có đường sống. Nhưng vách đá này đã trải qua ngàn vạn năm, tảng đá lớn rất rắn chắc. Xưa nay ngay cả đá vụn cũng không thể rơi xuống được. Nếu như gió thổi ngày nắng, nhằm thạch hóa lỏng cũng chỉ có thể sụp xuống một chỗ mới là hợp lý kìa. Vách đá cả tòa núi sụp từ giữa, toàn bộ đổ xuống trừ phi có địa long lật người phát sinh chấn động mạnh mẽ nếu không chẳng phải rất kỳ quặc hay sao chính đức hoàng đế lắc đầu rồi lại gật gật đầu cũng không biết có nghe lọt hay không thị vệ của thế tử nuốt một ngụm nước miếng ấp úng mà nói đại nhân nói rất đúng thế tử có tổ chức người ngựa khiêng đá cứu hiểm muốn xem xem có ai còn sống sót tránh trong khu rừng gần đó hay không kết quả là phát hiện cách một sân lĩnh có một chỗ đã từng có người ở nhìn số lượng túp lều và hố bếp ước chừng có từng bốn năm trăm người ngoài ra còn phát hiện dưới bờ suối bên kia có đá bay ra rất xa bắn vào khu rừng đối diện nếu như vách núi tự động sụp xuống không thể nào có hòn đá bay xa như vậy được cho nên thế tử nghĩ có người cố ý mai phục sát hại không sai vách núi sụp xuống sợ là do thuốc nổ gây nên lý đông dương sắc mặt ngưng trọng liền hỏi han hiện trường không phát hiện bất kỳ dấu vết chém giết hoặc vết máu nào hay thi thể tử vong do đau kiếm nào ư? Ừ. Thị vệ của thế tử khẽ lắc đầu, Lý Đông Dương lắc đầu thở dài. Kế hoạch của kẻ gian rất chủ đáo, quyết ý nhất định là phải đạt được mục đích kìa. Chúng dùng hỏa dược cho nổ sụp vách núi, châm lửa vào kiếp nổ, vài ba người là đủ rồi. Nhiều người lại dễ bị phát hiện. Kẻ gian đây là muốn bày ra mấy trăm thích khách, hẳn là đã lo lắng sẽ có người mạng lớn trốn thoát được. Bày ra phục binh là muốn chém tận giết tuyệt đấy hiện trường không có tử thi vết máu và dấu vết xô sát xem ra chỉ vách núi sụp thôi cũng đã khiến cho toàn quân bị diệt rồi người của thế tử nếu như chiều thứ hai mới đuổi tới kẻ gian sớm đã chạy xa rồi là ai có thù hận với dương đại nhân như vậy còn có thể động dụng nhiều binh mã lại có lượng lớn thuốc nổ như vậy đây dương đại nhân ở tứ xuyên kẻ thù có khả năng nhất chính là đôi trưởng man hơn nữa đôi trưởng man là dân tộc sống trên vách đá giỏi nhất là leo trèo có điều đám phản loạn bọn họ đã bình ổn dù có kẻ trốn thoát cũng sớm đã tan đàn xẻ nghé rồi ba hay năm người hợp lại đến báo thù thì còn có khả năng chứ mấy trăm người bọn họ làm sao được còn nữa đám mọi dợ kia có thể lấy được thuốc nổ ở đâu đây nếu như lấy được thật thì khi tấn công đô trưởng man bọn họ nên dùng tới rồi biết phải dương Đình hòa chậm rãi nói ra suy nghĩ và phân tích của mình uhm, chúng ta lại không nghĩ vậy lưu cẩn ho một tiếng rồi cất lời Cha ra từng nghe qua chuyện xưa giảm bếp tăng binh, túp lều, hố bếp ít nhiều có thể làm giả được. Về phần thuốc nổ, bọn mọi dợ ngay cả cục cạch vàng cũng có thể biến ra được. Cảm giác là ít người, không đối phó nổi với đại nhân, tiêu tốn số tiền lớn mua riêng thuốc nổ cũng không phải không thể. Cho nên cha ra nghĩ... Chính Đức vẫn sợ hãi ngồi đấy, thở dài thường thượt, Lưu Cẩn lập tức câm miệng lại. Giọng nói của chính Đức trống rỗng. Dương Thị Độc đi rồi, đi thật rồi. Lưu Cẩn vội vàng đáp Đúng vậy Hoàng thượng Hoàng thượng nén bi thương Chính Đức không đáp lời Tiếp tục nói "Trẫm rất đau lòng Các anh có đau lòng không Mấy vị đại thần ngơ ngác nhìn nhau Đồng loạt gật đầu mà nói Đau lòng Chúng thần rất đau lòng Chính Đức đung đưa tay áo Rồi lên tiếng Đau lòng sao Các người đau lòng Còn ở đây ẩm ĩ mấy chuyện đó sao Chấm nghe còn thấy phiền lòng Dương Khanh đi rồi Chấm phải làm gì bây giờ đây các người lại nói cái gì mà mọi giờ Cái gì mà thuốc nổ gì mà Y nó đến đây Mới như bất ngờ tỉnh lại Lập tức nhảy khỏi ghế Bốp một tiếng vỗ bàn Giận dữ mà hét Sao không phải là thiên tai ư Lạ là, là có người cố ý mưu sát Dương Khanh ư Là kẻ nào là kẻ nào Đi bắt hắn về đây Bắt cả nhà hắn cho ta Diệt cửu tộc nhà hắn Ngũ mã phanh thây Lăng trì sự tử Lưu cấn Người dẫn theo người của Đông Sướng, Nội sưởng cho chấm Lập tức tới Tứ Xuyên Đi bắt trung thủ lại xử phạt mức cao nhất theo pháp luật tế điện ái khanh của chấm đi lưu cẩn vừa thấy chính đức đã có phần mất lý trí không dám trả lời nhưng bây giờ thật không muốn đi trong lòng không khỏi thầm kêu khổ ai ra tới tứ xuyên một chuyến phải mất bao lâu đây còn phải điều tra ta đang chuẩn bị tiếp nhận thế lực của dương lăng mà nếu như có người đi thay ta cũng đến thế mà thôi ta cũng không thể thấy đường núi liền phải người lên vách đá xem xét rõ ràng được ta chỉ đi núi lớn của tứ xuyên đã phải mất hơn mấy tháng rồi Chỗ này có gì đáng đi chứ Trong lòng của lão sốt ruột Vội vã nháy mắt với ba vị đại học sĩ Trong cậy có người đứng ra nói giúp lão Trong ba người Dương Đình Hòa quan hệ căng nhất với lão Lại lên tiếng trước Hoàng thượng hung thủ nhất định phải truy bắt được Thục vương và ám sát sứ ti Tứ xuyên đang truy bắt kẻ ám sát rồi Nếu như phái người từ kinh sư đến Chỉ sợ tất cả chứng cứ phạm tội Đều đã mai một rồi Kẻ gian cũng đã bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi kìa thục vương giờ nay thông minh năng nổ việc này có thục vương gia trì chủ trì cũng đủ rồi lưu công công không đi cũng vậy chúng ta ở trong kinh không phải không có chuyện để mà làm dương đại nhân là trọng thân là cánh tay đắc lực của hoàng thượng gánh rất nhiều trọng trách của triều đình dương đại nhân đi rồi những chuyện trọng yếu cần giải quyết đều phải xử lý kịp thời ngay lưu cần vừa nghe như chút được gánh nặng vội vàng lên tiếng à, dạ 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 có thục vương ra ở đấy rồi hung thủ nhất định khó thoát khỏi phòng pháp luật đâu trong kinh còn có rất nhiều công việc phải giải quyết thậu hóa cho ổn thỏa kia lão nô sao có thể rời bỏ hoàng tượng được lão nói xong cảm kích liếc mắt nhìn dương đình hòa một cái đột nhiên thấy tên tiểu hồ ly này hình như cũng không đáng ghét như vậy lão lại không biết dương đình hòa đồng ý nói giúp lão là vì dương đình hòa chính là người tứ xuyên bắt giữ hung thủ đã có thục vương làm chủ là đủ rồi nếu như thật sự phái cái mối họa lớn tên lưu cẩn này tới tứ xuyên dẫn theo một đám phiên tử đông xưởng nội xưởng như hổ lớn trong triều còn không biến nơi giàu tài nguyên thiên nhiên thành địa phủ quốc gia hay sao? Vậy sẽ liên lụy đến bao nhiêu bách tính nữa đây? Chính Đức xin ngốc hỏi lại. Giải quyết tốt hậu quả, giải quyết tốt hậu quả cái gì? Chuyện này... Lưu Cẩn suýt chút nữa phun ra câu, quan vu nội sưởng, hải sự nha môn, vội vàng sửa lời mà nói. À, Dương Đại Nhân bị bọn đạo trích làm hại vì nước khi sinh. Hắn nhiều lần lập chiến công, uy danh hiển hách như vậy. Triều đình chắc chắn phải truy phong ca ngợi, lo liệu tăng sự tỏ rõ ân sủng và ưu ái của hoàng thượng chứ ạ à? lý đông dương nghe xong chợt cảm thấy không ổn cái kia đừng đường là quan to nhất phẩm thi thể còn chưa tìm thấy lo liệu tăng sự này chẳng phải qua loa đại khái rồi hay sao nhưng muốn đến chỗ nửa ngọn núi đổ sập kia hơn ba ngày cũng chưa dọn dẹp sạch sẽ được tảng đã lớn đè lên thành núi vai khiêng gỗ này muốn tìm ra thi cốt thật thì phải đến ngày tháng năm nào đây Ê thời gian lâu như vậy Gió thổi mưa dầm, dao long rắn cắn cả rồi, quần áo thì đều đã nát hết. Ai có cách gì tìm ra thi cốt của Dương Lăng được nữa đây? Mình can dự vào nữa cũng không khói, mất đi phúc đạo của trường giá. Thôi vậy. Nghĩ đến đây, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Trong lòng chính đức loạn cả lên, chẳng có chú ý gì cả. Nghe xong lại giống như con dối gỗ, gật đầu nói. Được, vậy lo liệu tăng sự cho Dương Khanh. chậm cấp cho Dương Lăng lễ tăng thật lớn, lập tức truyền trí lệnh cho hai vị chủ quan chính phó trưởng viện học sĩ hàn lâm viện đô sát viện tất cả các quan lớn nhỏ chủ chốt của kiểu khanh lục bộ chuẩn bị các nghi cụ an táng dương khanh chấm phải chi công khen thưởng sau đó y đứng dậy nói các người cứ chờ đi quần thần đến đủ rồi lại gọi chấm chấm đi gặp nhất tiên hoàng đế chính đức dẫn theo hai tiểu thái giám đi rồi lưu cẩn vì việc gấp này mà toát cả mồ hôi hột chỉ thấy mũi họng đã thông cả mạo hình như đã khỏi cũng bận rộn đi truyền thánh chỉ ba thủ phụ đại thần nội các nhìn nhau thở dài lặng yên tìm một chỗ ngồi xuống mỗi người đều mang một tâm tư vì cục diện chính trị vì tiền đồ mà lo lắng không thôi lúc bấy giờ trong cầm tiêu trúc lư của chính đức yên tĩnh không một tiếng động bên đường lá vàng đã mọc đầy cành trúc trong tiếng gió nhẹ phát ra âm thanh xào xạc có vẻ tiêu điều không một chút sinh khí Chính Đức lẻ loi bước một mình, hai tiểu thái giám dừng ở rất xa phía sau, không nói lời nào. Chính Đức bước nhẹ tới trúc lư, thấy Đường Nhất Tiên đã thay một bộ u phục đỏ thẫm, mặc quần đen tuyền, eo thắt lụa trắng, cái eo nhỏ nhắn như sắp gãy, nằm sấp trên bàn đang buồn bã khóc ròng. Chính Đức đi tới, thế trên bàn đặt một giải lụa trắng, chắc là Đường Nhất Tiên vừa mới xé ra. Trên gò má trắng nõn của Đường Nhất Tiên còn vương nước mắt. Chính Đức khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Đường Nhất Tiên bỗng ngồi bật dậy, Nhà vào lòng của y hỏa lên mà khóc lớn trong lòng chính đức cũng khổ sở ánh mắt long lanh mà nói nhật tiên đừng có đau khổ chậm chậm nghe xong trong lòng cũng khó chịu đường nhất tiên khóc không thành tiếng thiếp nhớ tới lần đầu gặp mọi người nhớ tới lần trong quân danh của thần cơ doanh nhớ tới khi gặp lại hai người ở đại đồng trong lòng khổ sở vô cùng kia thiếp vốn nghĩ hai người là quân thần cũng như thủ túc vậy thiếp thiếp có đại ca rất thương yêu thiếp rồi lại có người Chúng ta sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau Thế nhưng mà Chính Đức buồn bã Cất giọng khàn khàn Trong lòng của ta Dương Khanh quả thực thân thiết như người cha Người anh Chậm cũng muốn có thể cùng y Quân thần như thủ túc vậy Cả đời như vậy Ai mà ngờ được Nhất tiên à Đừng đau khổ nữa đi Người chết không thể sống lại được Chậm không nguyên lòng về nàng Mới qua thăm đây Lát nữa lại phải trở về Lo công việc hậu sự cho Dương Khanh rồi Đường Nhất Tiên rời khỏi lòng của y, nhẹ nhàng lau nước mắt đi rồi thấp giọng nói: "Thiếp không chỉ khổ sở, thiếp còn đang lo lắng không biết đấu nương tỷ tỷ biết tin rồi, tỷ ấy sẽ, tỷ ấy sẽ như thế nào đây?" "Ấu nương tỷ sao?" Chính Đức há miệng thở dốc cũng không cách nào phản bác được. Hai người tựa vào nhau, tâm tư bồng bềnh, suy nghĩ về những chuyện xưa ngọt ngào, giờ phút này lại lộ ra vẻ chua xót, không biết qua bao lâu, một tiểu hoàng môn đứng ở cửa, nhỏ nhẹ lên tiếng: "Hoàng thượng, chư vị đại thần đều đã tới rồi cung thỉnh hoàng thượng nghị sự ta biết rồi chính đức lao lao khóe mắt đứng dậy muốn đi nhìn thấy giải lụa trắng trên bàn kia thuận tay mà cầm lên quấn trên long bào của mình đừng nhất tiên giật mình kinh hãi bật thốt lên hoàng thượng trước mặt nàng ta vĩnh viễn là tiểu hoàng hậu chiếu đại ca của nàng cũng là đại ca của ta hoàng đế chính đức mí môi buộc nhanh giải lụa trắng sải bước đi ra khỏi phòng chỗ ở của chính đức căn phòng lớn không khoa trương giống như phòng ngủ, thư phòng, phòng nghị sự, chen trúc gần như tất cả quan viên đang kiểm soát mọi hoạt động của triều đình. Tin tức Dương Lăng gặp nạn, mọi người đều biết cả, bất kể là rất thương tâm hay rất vui mừng, trên mặt mỗi người đều mang nét bi thương về mặt ngưng trọng. Chính đức hoàng đế vào phòng, mọi người thấy thắt lưng hoàng thượng lại quấn lụa trắng, liền giật nảy mình. Tả đô nghị sử đốc sát viện lưu quản những mày, định tiến lên khuyên giải. Thật nực cười, quân thần như phụ tử, Nhân luân đại lễ Ở đâu có chuyện quân để tăng cho thần Cha khoác đây vì con được đây Dương Đình Hòa quắc mắt Lập tức chừng mắt với gã Ánh mắt sắc bén Bao hàm ý cảnh cáo Lưu quản bất giác ngừng bước lại Thật sự là ngu mục mà Cũng không phân rõ thời điểm gì cả Hoàng thượng bản thân bây giờ Đang lửa nóng không có chỗ phát Bây giờ tiến lên không may Nhẹ nhất cũng phải lập tức bẽ quan làm dân thường kìa Dương Đình Hòa xua xua tay áo lão đã nhiều lần huých phải đinh cuối cùng cũng hiểu ra tiểu hoàng đế tùy hứng và không công nghệ nghi thức thông thường này bây giờ phái thanh lưu thế lực đang cực yếu sao có thể để tổn thất thêm nữa đây quy khách lo liệu lễ tang tương xứng với chức vị của hắn chức vị này bình thường đối với thần tử có công lại trên chức vụ vốn có phải phong thêm chức vụ hoặc tước vị khác chức vị định rồi thì mới bàn đến tên thụy hiệu sau đấy lại nghiên cứu quy khách mai táng dương lăng đã là nhất đẳng hầu không thể thêm tức vị mọi người bèn suy nghĩ thêm một danh hiệu vinh lộc đại phu hoặc tam sư công sau đó lại đặt thủy danh không ngờ chính đức quảng đế đã sớm có chủ ý vừa mở miệng là phong quốc công dọa cho mọi người trận mắt há hốc mồm đại minh ngoại trừ lục vương và 10 vị quốc công khai quốc khác họ ra các thần tử đời sau có công huân lớn như thế nào cũng không được phong quốc công công lao của bọn họ có lớn hơn cũng không hơn được công thần khai quốc đã mở mang bờ cõi giành lại chính quyền được cho nên mặc dù không có quy định nào ngăn vua không thể phong công Nhưng vẫn chưa từng có đại thần nào được xứng phong chức quan này Cũng không ai dám hy vọng xa vời có được niềm vinh quang đấy Dương Lăng tuy rằng bắt đuổi tháp đát Đông Bình Giặc Hoa Nam Hàng Phật Lăng Cơ Còn ở Tứ Xuyên lại Bình Định Đô Trưởng Man Trăm năm qua không ngừng phản loạn Dương ngoài cho đại minh trước các phiên quốc Thế nhưng phong quốc công không khỏi quá mức long trọng Nhất thời quần thần mặt đỏ tía tay Quỳ trên mặt đất đầu đập bình bịch gian khổ khuyên hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chính đức lạnh lùng nước mắt quét qua bọn họ thản nhiên lên tiếng công huân của dương khanh ngay đến truy thủy quốc công cũng không được hay sao nhất định phải quốc công mở mang bờ cõi thì mới được hay sao vậy lãnh thổ đã mất từ lâu giành lại được có tính hay không đấy hơn 10 đảo đông hải ngàn dặm hải vực bị vứt bỏ trăm năm biến thành sao huyệt của hải tặc hiện giờ đã trở về với đại minh ta rồi có tính hay không đấy đô trưởng man vẫn là nước ở trong nước không phụng hiệu lệnh hiện giờ cải thổ quy lưu có tính không đây cái gì mà hoang đường đây chấm còn muốn phong vương nước cơ kìa đây có là cái gì bất có kẻ mặc cả với chấm đi chúng thần trái khuyên phải khuyên chính đức cửa lạnh không nói nhưng trái lại lưu cẩn đã không kiên nhẫn được nữa lưu công công người ta là một kẻ rất thực tế truy thụy sao cho chức quan lớn thì cũng sợ gì chứ có truy phong hắn thành hoàng đế cũng dùng được cái dám gì đây người thì cũng đã chết rồi quan huyện còn không bằng tên quản lý hiện thời huống chi là quan đã chết mấy lão đầu óc trống rỗng còn ở đây so đo mấy chuyện này làm gì đây mau giải quyết cho xong việc này người ta còn phải nghiên cứu chuyện trong triều với nha môn hàng hải ở giang nam nữa đấy không những là quyền mà còn chính là tiền kìa lưu cẩn trừng mắt ho khan một tiếng bước đến trước ngự án cao giọng lên tiếng hoàng thượng anh minh lão nô cảm thấy chiến công của dương đại nhân thừa sức truy phong làm quốc công ấy chứ nếu không có chiến công của các vị tổ tông đè nắng dương đại nhân có phong vương cũng không thành vấn đề gì cả hơn nữa nói cho cùng một thế hệ hai quốc có thể phong vương phong công thần tử đời sau hết thấy đều không thể có công lao này hay sao tiêu phương nhân cơ hội quỳ xuống lên tiếng lưu công công nói phái như vậy có nghĩa gì đây ý nghĩa rằng công thần mở mang bờ cõi không phải chỉ đời thái tổ mới có hôm nay truy phong dương đại nhân khích lệ quần thần mở mang bờ cõi nếu như ngày sau có người phong vương Thần không cho rằng hoàng thượng đã vượt qua tổ chế gì cả Bởi vì khi đấy biên giới đại minh hẳn đã không ngừng mở rộng Hoàng ân minh mông cuồn cuốn Viễn bố phủ khắp tám phương Lưu Cẩn là tướng đứng đầu nội đình Hiện giờ vẫn khống chế lại bộ và đô sát viện Tuyệt đại bộ phận quan viên ngự sử đài Lão ta ra mặt tán thành Những người này biết lý tứ của lão đại Vì thế rất nhiều lời phản đối Lập tức cúng mặt dày Sửa miệng tán đồng người phái dương lăng uy vũ hầu không ngờ kinh chỉ nghe lệnh tiêu phương lão vừa ra mặt cũng đều lên tiếng theo nhìn lại sắc mặt chính đức hoàng đế càng ngày càng dài ra hết sức khó coi vương hoa và lý đông dương trao đổi ánh mắt biết đây là chiều hướng phát triển cũng không thể để những ngôn quan đó tiếp tục bề ngoài trung thành vì thế hai người nhất tề bước ra một bước cùng chấp tay tán thành cứ như vậy vị trí quốc công của dương lăng liền đương định bàn luận qua loa quyết định chi phong dương lăng làm uy quốc công lập tức đến lượt hoàng đế đặt cho tên Thụy. Tên Thụy thường dùng tổng cộng 73 chữ khắc tự. Theo quy củ, thường thì thân vương được tặng cho một chữ tên Thụy, quận vương được hai chữ Thụy. Đại thần đều được hơn hai chữ Thụy. Hai chữ Thụy phân ra quan văn và quan võ. Tên Thụy của căn văn đều lấy văn tự mở đầu, quan võ dùng võ tự mà mở đầu. Dương Lăng chiến công hiển hách, theo lý thuyết nên lấy theo võ tướng dùng võ tự mở đầu, nhưng hắn cũng xuất thân là tiến sĩ là thị độc chiêm sĩ phủ thái tử hơn nữa, tiến cử cây nông nghiệp, cải tiến nông nghiệp, mở cửa biển, bỏ lệnh cấm, tăng cường buôn bán. Sau khi tân đế tăng cơ, rất nhiều chính lệnh đều có hắn tham dự ý kiến, bao gồm cả 40 điều khoản cải cách cấp tiến, lưu cẩn chính lên khuyên ngăn. Dương Lăng đều tự đề xuất và giải thích rõ ràng ở trong đấy, cuối cùng được hoàng đế phê duyệt rồi ban bố. Nói vậy nên phong văn thủy mới phải. Một đám người đối với tên sau khi qua đời còn quan trọng hơn cả lúc còn sống, bèn rằng co văn thủy với võ thủy nửa ngày không ra kết quả chính đức hoàng đế phiền quá bốp một tiếng vỗ bàn giải quyết dứt khoát đừng cãi nhau nữa đi dương khanh văn võ toàn tài thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều có cả ban thưởng dương khanh bốn chữ tên thủy văn thủy võ thủy đều có hoàng thượng miệng vàng lời ngọc cũng đã hạ chỉ vậy cứ thế mà làm văn ở trước võ chúng quan viên bắt đầu bàn văn thủy trước từ tống tới nay trong văn thủy thì văn chính là tên thủy vẻ vang nhất Tư Mã Quang, Phạm Trọng Yêm đều từng lấy Thụy Văn Chính. Bản triều cho tới bây giờ chỉ có một Phương Hiểu Nhụ có được vinh hạnh đặc biệt này, xưng là Phương Văn Chính công. Lại nói Phương Văn Chính có được cũng không dễ dàng, đó là dùng cái giá diệt mười tộc mới đổ lấy được. Ai có thể độc ác bằng ông ta đây? Dương Lăng cũng từ thế tập hậu gia biến thành thế tập quốc công rồi, quang vinh tột đỉnh, lại cho hắn cái danh hiệu cao nhất, ai mà phục cho được? Bao nhiêu ngôn quan không ngừng thèm thuồng, người đọc sách trong thiên hạ cũng không phục phải biết rằng chức quan cao tới đâu cũng chỉ nhất thời. thế nhưng tên thụy này là thiên thu vạn đại, vĩnh viễn lưu trong sử sách. nó giống như đánh giá cả đời của một con người vậy. từ mã quang phạm trọng yên đã làm quan gì ở trong triều tống, bây giờ còn ai nhớ rõ, còn ai để ý nữa đây? nhưng ngươi chỉ cần nhắc tới tên thụy của họ là văn chính, thế là người đọc sách nào không có ai không kính nể hẳn lên. sống lên thái phó, chết thụy văn chính chính là mục tiêu cao nhất kẻ về tôi theo đuổi. tiện nghi không thể để cho hắn chiếm hết được. Vì thế tên Thụy Văn Chính bị chúng quan viên đồng loạt lờ đi, bắt đầu tiếp tục bản chữ tiếp theo. Tên Thụy thường dùng tổng cộng 73 chữ khắc tự, văn thần dùng các tự theo thứ tự là chính, trung, cung, thành. Đây đều là để ngỏ ý, cẩn thận và tôn kính. Võ tướng là trung dũng, mục cương đức, những chữ để cao sức mạnh cường tráng. Vì thứ mà định cao thì trong lòng mọi người bất bình, còn định thấp hoàng thượng sẽ không vui. Một cái tên Thụy bàn tới bàn lui vẫn chưa bàn xong lưu cẩn rất nhàm chán nhìn đám người trông coi răng sơn xã tắc này đại thần của hàng triệu bách tính vì một cái tên gọi mà tính toán chi ly một bước cũng không nhường ở đó nói có sách mách có chứng không ngừng nhưng mấy thứ học vấn quá sâu xa lão cũng không hiểu chân miệng vào cũng không có lọt được cái gì cả chẳng những lão chân miệng không vào được chính đức nghe cũng không hiểu lấy một chữ nào đó ra mọi người có thể bắt đầu nói từ tam hoàng u đế đạo lý rõ ràng sau đấy nói vì sao dùng chữ này vì sao chữ này không được Chính Đức cũng thấy sâu xa khó hiểu Dù sao Dương Khanh đã qua đời Đây là đại sự cực kỳ quan trọng Không thể qua loa cho được Cho nên y cũng không dám xen miệng vào Cứ để mặc cho quần thần tranh chấp Các đại thần cuối cùng cũng thỏa hiệp Dùng hai chữ không tính là quá cao Cũng không tính là quá thấp Chữ Thụy mà khắp nơi đều có thể đồng ý Định tên Thụy cho vị uy quốc công vừa mới ra lò này Lập tức trưởng viện, viện sĩ, hàn lâm viện là Lư Cẩn Đổ mồ hôi đầy đầu, quỳ trên đất thưa Khải tấu hoàng thượng Chúng thần đã định được tiên thủy cho uy quốc công rồi ừ. Hoàng đế chính đức tâm lực tiểu tụy Lại bị bọn họ làm phiền tới buồn ngủ Bỗng dùng mình lập tức ngồi thẳng người mau nói đi Chúng thần tam công lục viện Kiểu khanh cùng chư vị hàn lâm học sĩ Sáng suốt tuyên bác Qua thảo luận cẩn thận Căn cứ vào công lớn cả cuộc đời của uy quốc công Cũng như phẩm tính đức hạnh của hắn Trong chính trung cung thành Rồi trung dũng mục cường đức đã lấy cát tự thích hợp làm văn thủy võ thủy lựa chọn sử dụng các chữ khắc thủy cuối cùng cũng nhất trí quyết định uy quốc công dương lăng tên thụy là văn thành võ đức văn thành võ đức cứ chính xác cửa lớn dùng một cành hoa trắng ghi lên cổng chào đèn lồng màu đỏ viết bốn chữ lớn dương phủ ngày xưa đã đổi thành tố đăng làm từ lụa trắng ngay cả hai con sư tử đá kia cũng thắt lên trên cổ dài lụa trắng trên cột cửa trước cửa treo một cờ chiêu hồn thật dài lúc bị gió thổi, có lúc chậm rãi bay lên, có lúc lại nhẹ nhàng hạ xuống. Khoảng đất trống ở trước cửa, một tòa bi đình cao lớn được dựng lên. Trong bi đình thờ một tấm bảng sơn son thiếp vàng, bên trên đề mấy chữ Hoàng trị tiến sĩ, 18 tuổi, uy quốc công dương. Bốn phía bi đình mọc lên bốn tòa núi vàng, bạc, từng làn khói đặc theo ánh lửa, thổi cho tàn của giấy vàng, giấy bạc ra không trung, sau đấy lại bay xuống xung quanh. Tam sưởng bí mật dò xét chẳng khắc nào du hồn đảo quanh bốn phía dương phủ cẩm y thị vệ đứng trước cửa ngẩng đầu ấn ngực bên hông của mỗi người buộc một giả lụa trắng cẩm y bách hộ đào ngũ cẩm đao đứng trước cửa thò đầu vào trong nhìn nước miếng ào ào chảy ra thường có câu nữ yếu tiếu nhất nhân hiếu một người đã xinh đẹp đến thế bốn cô nương mỗi người một thân đồ trắng người nào cũng đẹp non nớt như hoa lê gặp cơn mưa nước mắt một cái thật sự là càng hoa mắt thêm một phần hey, đáng tiếc nghiệp chướng mà trẻ tuổi nhẹ nhàng như vậy hơn nữa ngọc đường xuân kia vừa đi về phía linh đường này quả thực giống như một vầng trăng sáng đi từ đâu là tỏa sáng đến đấy rực rỡ tươi màu cảm giác ấy cảm giác ấy khiến cho ta có chết ngày thức khắc cũng cam lòng à đáng tiếc thay ngoại trừ một người là nữ nhân của hoàng thượng ba người kia đều là thế thiếp của quốc công gia đều trở thành tiêu quả phụ cả rồi đến một cọng tóc ta cũng không thể động vào được đào ngũ nghĩ đến đây thở dài đau xót người không biết còn tưởng rằng gã đang tức cận thương tâm cho uy quốc công dương lăng nữa kìa tiêu phương kính hiến câu đối phúng điếu sắc mặt âm trầm đi ra khỏi dương phủ hắn đứng ở cửa ngẩng mặt lên trời thở dài thình thượt lại qua ba ngày rồi vẫn không có tin tức gì cả thật ra cũng không thể có tin tức gì được nữa đến ngày thứ tư uy quốc công sẽ được đưa tang long trọng cây đại thụ vừa mới lớn lên khỏe mạnh che trời cứ như vậy mà đổ xuống cục diện chính trị về sau rồi sẽ như thế nào đây Lão khẽ khẽ thở dài đi xuống cầu thang Đang chuẩn bị bước về phía cố kiệu của mình Bỗng nhiên hai người trái phải ngăn cản lão Tiêu phương ngẩng đầu nhìn lên Chính là đế nghĩa và miêu quỷ Hai lão ca về mặt đầy hoảng sợ Kéo tay áo của lão rồi lên tiếng Các lão nào 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 Vừa đi vừa nói chuyện Hai người kéo lão đến nơi vắng vẻ Chỉ thấy mâu Bân và Ngô Kiệt Cũng đứng xứng sờ đằng kia xung quanh mấy phiên tử và cẩm y vệ đang nấn ná quan sát đồng tĩnh bốn phía. Tiêu Phương tuổi gần 80, bất kể là tâm chi hay kinh nghiệm chính trị đã vượt xa những người trẻ tuổi này rồi. Tuy nói đầy một bụng tâm sự, thế nhưng vẫn bình tĩnh hơn bọn họ rất nhiều. Lão cười khổ một tiếng, vái chào những người xung quanh rồi thản nhiên lên tiếng. Nhân lực khó có thể xoay trở chuyển đất được, Dương đại nhân đi rồi, đại cục vừa xem đã hiểu. Lão phu giờ cũng sẽ già đi, còn là người một lòng theo Dương đại nhân kìa. Lưu Cẩn không tha cho ta Sau khi linh cứu của Dương Đại Nhân hạ huyệt rồi Lão Phu sẽ tử quan Cáo lão mà về quê Các vị tự cầu phúc đi thôi Ánh mắt Ngô Kiệt lộ ra vẻ vui mừng Đột nhiên y kéo Tiêu Phương lại Dì tai nói nhỏ vài câu Hai mắt của Tiêu Phương trừng lớn Trong mắt như sắp rớt xuống luôn vậy Da mặt giật giật Hai tay nắm chặt ống tay áo của Ngô Kiệt rồi nói Người, người nói thật đi chứ Ngô Kiệt gật gật đầu Lên tiếng Ừ, cực kỳ chính xác tin này là do một đương đầu ở nội sướng tên là Hà Tư cái phái người chạy về báo cho ta hắn phụng lệnh của nhị đương đầu âm thầm bảo vệ Dương Đại Nhân chỉ có điều Dương Đại Nhân đề phòng nghiêm mật hắn vẫn chưa có cách nào tới gần được nhưng vẫn đứng ở xa trước sau không để mất tin tức của Đại Nhân tin này vấn đề là chỉ có chút manh mối này thôi hắn đang dẫn người tiếp tục điều tra kìa hey, nhưng có một tia hy vọng là tốt rồi có hy vọng là có thể Chúng ta có cơ hội rồi Hai mắt tư phương tỏa sáng Không khí trầm lặng kia lập tức liền biến mất Đời nghĩa nói Nhưng Lưu Cấn cũng sẽ không chờ đâu Hôm nay lão tìm ta Ăn nói quái gở Muốn trở thành chủ tử của ta kìa Chúng ta cứ cứng rắn chống đỡ Cũng không phải là cách đâu Nếu như lão ta xin hoàng thượng hạ trí Trước chiếm quyền này Rồi sắp xếp người của lão vào Vậy thì Ánh mắt tư phương chật lóe Chầm chậm nói như vậy phải cho lão chút chuyện để làm Để lão không bận tâm tới chúng ta mới được Nếu như lời ngô đại nhân là thật Đời tin chính xác cũng chỉ là chuyện trong 2-3 ngày thôi Nghĩ cách để cho Lưu Công Công bận rộn Không được hay sao Miêu quỷ tức giận Sắn tay áo la lên Làm thế nào ư Tiểu các lão cứ việc nói Chúng ta làm ngay lập tức đấy Y và Lưu Cẩn luôn luôn bất hòa Từ khi theo Dương Lăng Y và Lưu Cẩn trên đường thấy nhau cũng không lên tiếng chào hỏi Lưu Cẩn nắm hết quyền hành lại không nghe rẻ gì miêu quỷ y khẳng định bị tống vào lãnh cung quét lá dụng rửa bồn cầu mất sao không vội cho được ánh mắt của tư phương chấp động nói chuyện này chân tướng không rõ ràng sao có thể cãi nhau trở mặt với lưu cẩn được tất cả trở về hết đi cũng đừng làm gì không nên làm đừng nói gì không nên nói trước khi có tin tức chuẩn xác các người cứ như một tảng đá không nói không động không nghe không thấy gì cả còn về phần lưu cẩn cần lão vuốt vuốt chầm râu một bộ dáng già đời già hoạt nói lưu công công đó sao các ngươi đừng có quan tâm lưu công công trăm công nghìn việc rất bận rộn rất bận rộn màu bần không chịu nổi lão đục nước béo cỏ như vậy vừa định chi hỏi thêm đột nhiên liền ngừng lại ánh mắt quái dị nhìn ra đằng sau tiêu phương tiêu phương và hai người còn lại đều chú ý đến vẻ mặt của hắn vừa vàng xoay người ra đằng sau nhìn lại vừa thấy mấy người đều ngơ ngẩn cả ra màu đỏ, màu đỏ như lửa, một đám mây ửng đỏ đang từ từ tiến lại. Hồng Thường Hà Bí bộ Diêu Quan, Điển Anh Ly Ly bộ San San. Đây là một câu trích trong ngây Thường Vũ Y Ca Hỏa Vi Chi của Bạch Cư Dị đầy đường, miêu tả vẻ đẹp của tân nương tử với váy hồng rực rỡ. Mỗi bước đi làm dung tinh mũ ngọc, châm cài đầu bằng đá quý, ngọc bội va vào nhau leng keng. Chùm tua buông xuống, hài thêu đỏ thẫm, phong quan hà bí vốn là lễ phục của hậu phi ngày thành thân đó là một ngày cao quý như đế phi trong cuộc đời nữ tử vậy. Ngày đấy, một nữ tử bình thường cũng có thể mặc phượng quan hà bí, vinh hạnh vô cùng. Nàng phải trịnh trọng giao bái với phu quân của nàng, ông trời của nàng. Đang khoan thai bước qua cửa chính dương phủ, chính là một thiếu nữ cao gầy, vận mũ phượng, khăn choàng, hỉ bào đỏ thẫm, eo thon nhỏ nhắn, cho tàn vàng mã giống như hoa hồ điệp đã tàn, nhảy múa xung quanh của nàng. Từ mũ phượng buông xuống một rèm che tinh mỹ, che đi dung nhan của nàng nhưng da của nàng trắng như tuyết lại càng lộ ra nét kiểu mỹ yếu mềm và trau chuốt nhưng mặc bộ trang phục của tân nương trong tay lại cầm một linh bài nho nhỏ trận gió vừa thổi qua thổi bay một góc phượng bào của nàng dưới lớp vải hồng lộ ra đồ tang bằng vải bố trắng phau ngô kiệt thất thanh mà kêu lên cào cô nương thân người thiếu nữ đội mũ phượng khăn choàng bỗng ngừng lại khẽ quay nhìn về phía này lại một trận gió nữa thổi tới làm lật bức rèm tre của nàng dưới lớp vải đại hồng bì hỉ bào là một dung nhan thiếu nữ kiểu diễm vô ngần quả nhiên là nàng cao văn tâm mấy người không khỏi nín thở bọn họ đều đã gặp cao văn tâm thế nhưng lại chưa bao giờ thấy nàng chú tâm ăn vận và trang điểm như thế này cho nên bất ngờ thấy ngũ quan đó khuôn mặt đấy dù vẫn là nàng nhưng lại kinh diễm khiến những người ta không dám nhìn thẳng gió cuốn làm bức rèm che chập chờn hạ xuống vẻ đẹp không gì sánh được trong lúc đôi mắt mọi người như lóe lên ánh hồng cách bức giảm che đông đưa còn có thể nhìn thấy trong veo đó chính là đôi mắt của ca văn tâm bên trong con ngươi còn chôn hai đôi tuyết thật là sâu trong đại viện của dương gia rất náo nhiệt vừa bước vào cửa lớn trong trái nhà phía trái chỉ thấy cửa nào mở toang một toán lão đạo đầu đội hoàng lương đạo quan thân mặc đạo bào màu đen chân đạp thất tinh bộ phất trần trong tay vung nhẹ miệng lẩm bẩm niệm đang làm pháp sự châu uy quốc công phù hộ cho ngài nguyên thần bất diệt có thể sớm đạt được thái hư tiên cảnh. Những người này là đạo sĩ của Bạch Vân Quán. Dựa vào thân phận chức vụ của đạo quán bọn họ, người bình thường không mời được. Nhưng Nguy Quốc Công lại có thân phận khác biệt. Hơn nữa, quan hệ giữa ngài và quốc sư không tầm thường. Cho nên, Bạch Vân Quán chủ đích thân dẫn 10 đại đệ tử cũng không cần ai mời thì đã chủ động đến cửa. Bên trái nhà bên phải là nhã các tư, giáo sĩ truyền giáo. Cao quản gia tuổi đã cao, rất bài xích đối với chuyện hòa thượng Tây Dương làm pháp sự cho nên đã sắp xếp một nơi rồi sau đấy cũng không tiến vào, không biết mấy hòa thượng tây dương làm phép như thế nào, chỉ biết là bọn họ cầu nguyện cái gì mà thiên sứ tiếp dẫn lão gia nhà mình lên thiên đường một nơi rất đẹp. ca quản gia thấy bọn họ không có pháp khí gì, không so được với sự phô trương của hai nhà phật đạo người ta, cho là nhân cơ hội đến làm tiền trong lòng rất là khinh bỉ. nhưng khi lão gia còn sống, đối xử với bọn họ rất tốt, nên trong nhà cũng không thiếu chút lễ đền đáp, cũng cứ cho bọn họ làm. Chủ sảnh ngày thường Dương Lăng dùng để tiếp khách Hiện tại đã đổi thành linh đường Dưới mái hiên treo một hàng đèn lồng Dán giấy trắng Vừa đưa mắt nhìn thì có thể nhìn thấy một chữ Điện màu đen rất to Điện này có nghĩa là cúng tế Linh đường trang nghiêm Chính diện là một tấm màn màu trắng Liền trời tiếp đất Chiếc con tài son đen đặt ở phía sau tấm màn Chỉ lộ ra phần đầu Trong quan tài không có người Chỉ có một bộ quần áo dương lăng từng mặc Trên tấm màn viết một hàng chữ khải Văn Thành Vũ Đức Quy Quốc Công Dương Thiên Cổ Hai bên bức màn treo toàn là câu liễn của các vương hầu quan viên trong kinh đến phúng Hai bên bức vách trái phải đều treo đầy chứng tế Lạc khoản không phải là ít Bên trái là của vương hầu cung khanh do thành quốc công Chu Cương làm đại diện đến phúng Bên phải là văn võ bác quan do tam đại học sĩ lục bộ cửu khanh làm đại diện đến phúng Nội dung cũng không có gì ngoài mấy thứ đại loại như âm dung nguyện tại, vĩnh thủy bất thủ phong phạm trường tồn phía dưới là lạc khoản bên dưới chữ điện ở giữa là một cái bàn gỗ sơn đen phía trên có bảy lư hương trái cây để cúng trong linh đường khói bay lượn lờ hương bằng gỗ đàn đắp giá đang cháy khói hương nồng đậm bốc lên khiến cho linh đường như phủ một tầng sương minh mang vậy 18 vị cao tăng tụng kinh đã lui ra dưới hiên uống trà nghỉ ngơi trên linh đường bên phải có hàn ấu nương ngọc đường xuân tuyết lý mai và điệt nhi dương văn long của dương lăng quy thành một hàng hình chữ nhất đường nhất tiên cũng khoác một bộ áo tang cùng phu phụ hàn uy khóc đỏ cả đôi mắt đang đáp lễ với khách đến bái tế đám nhà hoàn tỷ nữ nhẹ tay nhẹ chân thay hương cắt bỏ tim nến đốt vàng bạc và đồ hàng mã đám đầy tớ bưng trà dâng nước dòng người không ngừng tới lui thế nhưng lại yên lặng không một âm thanh hàn ông nương mặc một bộ áo trắng bên ngoài lại khoác thêm tấm áo hoàng ma lưng thắt dây gai quỳ gối trước linh vị kêu nàng lại thì lại kêu nàng dừng thì dừng hai mắt của nàng trống rỗng ngơ ngác như người mất hồn vậy ngày lành tháng tốt đã qua được hai năm tuy rằng tướng công thường ở bên ngoài nhưng nàng biết trong lòng tướng công vẫn còn có nàng vẫn yêu thương nàng sâu đậm hiện giờ tướng công quyền cao chức trọng đã hiển hách đến tột đỉnh nhưng đối với nàng một nữ nhi săn bắn so với những thiếp thất tư sắc thì tầm thường thân phận thì hèn mọn nhưng chức giờ vẫn vừa kính vừa yêu người khác muốn khuyên nhưng bất luận người ta nói gì nàng cũng đều bịt tai không nghe đường nhất tiên bất đắc dĩ lặng lẽ thỉnh hoàng đế đến nhưng nàng giống như hoàn toàn không còn nhận ra hoàng đế nữa vậy kết quả là chính đức khuyên cả nửa ngày trời nàng vẫn không nói một tiếng lại còn khiến cho chính đức gào to bật khóc theo hoàng thượng cũng khóc rồi mình có thể không khóc hay sao kết quả là lưu cẩn và mã minh thành đành phải khóc to vừa diều chính thức hoàng đế đang không ngừng gào khóc mà ra ngoài mắt thấy khí sắc của ấu nương càng ngày càng kém Ngọc Đường Xuân đã ôm lấy tiểu thiếu ra, muốn dùng đứa bé để khiến cho nàng thay đổi. Hà Âu Nương ôm đứa bé, mớm vú cho ăn sữa một cách cứng nhắc, sau đấy giao cho bà vú. Toàn bộ quá trình vẫn không nói một lời. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lê Mai chẳng những đau buồn vì sự ra đi của tướng công, giờ lại càng lo lắng cho tính tình và tình hình của Âu nương. Suốt ba ngày quỷ bất động, lại không ăn cơm không uống nước, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể làm được như vậy đây? Không ai hoài nghi, sau bảy ngày đưa tang, chỉ sợ vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân này cũng sẽ lên đường cùng trượng phu của mình mất thôi. Nàng đã mang ý niệm tận tiết ở trong đầu. Đừng nhất tiên mắt xưng đỏ dẫn mấy vị quan viên đến lo lắng nói với Hàn Uy. Hàn đại ca, tình hình của ông nương tỷ tí phải làm sao mới được đây? Huynh là ca ca của tỷ ấy, hãy nghe khách đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mỗi, muội sợ tỷ tỷ sẽ... Hàn đại ca, tình hình của ông nương tỷ tí Giờ phải làm sao mới được đây Huynh là ca ca của tỷ ấy Huynh hãy nghĩ khách đi Nếu như cứ tiếp tục như vậy Muội sợ tỷ tỷ sẽ <laughs> Nếu như muội muội Có thể khóc ra được Thì lại dễ dàng rồi Hàn uy thở hát ra Nói đến đây Mũi cũng cay cay Nước mắt của hắn cũng tràn ra Muội muội Ngoài mềm trong cứng Tính tình cưng liệt Muội phu vẫn chưa nhìn thấy con trai của hắn Giờ đến thi thể cũng không nhìn thấy đâu ông đương muội khó chịu là phải đường nhất tiên gấp gáp giận chân mà nói rốt cuộc thì phải làm sao bây giờ sắp phải chết thêm một người nữa rồi mau mau thương lượng với ai đi đến ôm con ra tỷ tỷ cũng không chút phản ứng nào cả muội đi tìm văn tâm tỷ tỷ cho ý kiến thế nhưng văn tâm tỷ tỷ tỉ... khóe mắt của đường nhất tiên cũng đỏ lên miệng mím lại khóc rưng rức nói văn tâm tỷ tỷ và ấu nương tỷ tỷ cũng giống nhau còn miệng của hai tỷ đệ Văn Lan thì toàn là hòa pháo cả. Đừng Nhất Tiên không kìm nổi nữa, lại chai miệng khóc ròng. Hàn Uy cắn răng một cái, lên tiếng. Phụ nữ trình khiết, tổng nhất chi nhung, nhất giữ chi tề, trung thân bất cái. Vốn là người con gái Mỹ Đức, muội muội muốn lấy cái chết để tuấn phu. Người làm ca ca như ta vốn cũng không nên ngăn cán. Nhưng hiện tại, sau khi nàng đã có hậu nhân của dương môn rồi, cũng không thể khiến cho đứa bé vừa mới mất phụ thân rồi lại mất thêm mẫu thân được. Đây là những câu trong chu dịch và lễ ký ngợi khen người phụ nữ sau khi chồng qua đời vẫn ở vậy thờ chồng. Phụ nữ lấy cái chết để tuấn phu lúc bây giờ là một chuyện tốt, được nhiều lời ca ngợi tuyên dương. Thế nhân đều cho rằng duy chỉ có chính tiết liệt nữ, phu phụ tình thâm mới có thể có hành động vĩ đại này. Cho dù có là phụ mẫu thân sinh cũng không có quyền ngăn cản. Hàn Uy có lòng muốn cứu muội muội nhưng lại cảm thấy trong lòng bất an, không thể không nói ra cái lý do trước. Đừng nhất tiên thầm thở dài, ấu nương vừa nghe tin báo tử của Dương Đại Nhân, ý thức đã hoàn toàn đóng kín. Nhược bằng năng tuyệt thực tuấn tiết, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đành phải tiếp bước. Tuy nói Dương Gia là quốc công cha chuyển con nối, tiểu công gia ắt có người nuôi nấng, nhưng Dương Đại Nhân đã ra đi, đã đủ khiến cho người ta bi thương rồi. Đường nhất tiên sao chịu nổi đã kích mất đi ba vị tỷ muội này nữa đây. Vân Nhi ở bên cạnh vội vàng lên tiếng nói Đúng vậy đúng vậy Tiểu công gia vẫn chưa biết cha mẹ Ai nuôi dưỡng cũng không bằng phụ mẫu thân sinh được Nếu như phu nhân vô hậu Đi theo lão gia thì cũng không sao Nhưng hiện tại lão gia đã lưu lại một cút nhục Phu nhân nên vì hưng khói hậu nhân của lão gia Mà tự yêu quý bản thân mình mới phải Nàng là tỷ nữ đi theo hàn Nội nương lâu nhất Tình cảm cũng sâu nhất Vừa nghe giọng điệu của đại cữu lão gia Có vẻ bung xuôi Lên kích động đến đỏ bừng mặt vội vàng theo sau mà nói sợ hàn uy lại thay đổi chú ý hàn uy ừ một tiếng rồi nói tiếp được ta lại đi khuyên muội ấy thử xem nếu như muội ấy vẫn không quay đầu đổi ý thì ta đánh một trường cho muội ấy hôn mê vân nhi ngươi trở về làm chút cháo trắng ép cho phu nhân uống cơ thể của phu nhân không chịu thêm được nữa rồi vân nhi liên tục gật đầu hàn uy cất bước đi đến chỗ của hàn nấu nương hai mắt rỗng tuếch nhìn thấy có người đi đến trước mặt căn bản không nhìn ra đó là ai chỉ nói là lại có người đến phung viếng rồi rồi chống hai tay quỳ xuống đất tề chỉnh dập đầu đáp lễ rồi lại cắn gượng quỳ ngồi trên nệm hàn uy trong lòng khổ sở một cơn hắn nói muội muội ta là đại ca đấy muội phải bảo trọng sức khỏe vì muội phu vì đứa nhỏ nếu như muội có xảy ra chuyện gì không hay khi cha và nhị đệ trở về kinh ta phải giải thích thế nào với họ đấy y nói xong nước mắt lại lưng chồng Hàn Uy nghiêng đầu, lau lau nước mắt, động tác bỗng nhiên cứng ngắc lại, hai mắt nhất thời tròn to. Một người nữ tử, đầu đội mũ phượng, thân khoác khăn quàng, hỉ bào màu đỏ thẫm, từ cửa lớn tiến vào, từng bước từng bước đi về phía linh đường. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, Tập 144 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.